điểm rêu nhá. Chúng ta nhấn làm sao cái điểm rêu ở trong lòng bàn tay chúng ta nó lồi lên. Thứ nhất là để các mép rêu nó ăn xuống đất, đồng thời chúng ta tạo ra cái sự chập trùng. Bãi rêu mà đất mà nó tròn ủng thì giống như đất mộ thì không nên đắp như vậy, nó không có thẩm mỹ. Đó, chúng ta cầm cái tay nắn như vậy. Nắn làm sao để tạo nên được cái những cái sự độ chập trùng cho cái bãi rêu. Không cần thiết là bốn ngón tay này nó to hay nó nhỏ, làm sao cho nó lồi nó lõm là được rồi. Nói chung là anh là chuyên gia nắn và bóp, đâm ra anh có thể nắn đẹp được. Nhiều nhão hội nghề mùa nắn bóp. Đây mọi người, nếu mà biên zoom nó lại để cho sự thấy cái sự mà nó chập trùng. Nếu chúng ta đắp lên được cái sự chập trùng thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp hơn. Đừng bao giờ để cho cái tổng thể của cái này nó tạo thành một cái mô tròn ủng hay là cái mô giống như cái đường vòng cung úp ngược giống cái mộ lắm. Thì chúng ta không nên làm như vậy, mà phải làm sao cho ra cái sự chập trùng. Và đây là chúng ta đã hoàn thành về cơ bản cho cái tiểu cảnh này. Nước nó sẽ tràn theo này và nước nó không vô được, tại vì chỗ này là em làm xi măng rồi. Xi măng toàn bộ, anh thấy không, trắng mí là đá mà. Thì chỗ nào là đá là chỗ đó, đằng trong là xi măng. Thì nước không bao giờ tràn vào trong được. Ví dụ bây giờ làm nhát xong như này, làm nhát xong này thì mình gắn xi măng được không hay? Được, lấy hết ra. Ví dụ vậy nhá, em lấy khúc này. Em lấy khúc này, em dán cho khúc này. Đất vẫn để nguyên. Đất vẫn để nguyên. Và cái cảnh này, đây là một cái tuyệt chiêu có thể nói là cũng là xương máu. Và cũng ít người nào biết. Khi chúng ta mới làm như vậy, cái rêu nó phập phồng như vậy này. Không cần phải tưới vòi, chỉ cần tưới bằng bình thôi, bao, trôi. Rêu mà mới đắp kiểu gì cũng bao là trôi. Ngày xưa đi dự thi Thăng Long, 10 anh em làm tiểu cảnh đi thi Thăng Long, rêu bay lên hết, tại vì nó khô nó bật lên. Nhưng mà riêng cái rêu của ở đây làm thì không bật và không khô. Cái không khô là do chúng ta pha cái tỷ lệ đất nó phù hợp. Chúng ta làm ở mỗi cái vùng địa phương, một cái vùng địa lý chúng ta sẽ có công thức riêng của chúng ta. Còn cái rêu để không bật lên thì chúng ta có một cách. Chúng ta cắt những cái đoạn ngắn ngắn như vậy và chúng ta bẻ thành hình chữ U. Cách làm thì đơn giản, ai cũng nghĩ ra. Nhưng mà về ý tưởng cái đó là cái khó. Thì chúng ta bẻ hình chữ U, chúng ta sẽ ghim vào cái rêu. Tại cái đỉnh của cái sợi dây, chúng ta lấy cái móng tay chúng ta đè vô giữa. Để cho nó, sau khi ấy chúng ta bóp nhẹ nó lại vài cái để cho nó che cái vết này đi. Nếu chúng ta đi thi mà chúng ta để cái đó bao luôn, trừ điểm kỹ thuật, 20 điểm kỹ thuật để lộ cái gì? Nguyên tắc trong cái tiểu cảnh hay cây, để lộ dây bị trừ 20 điểm. Thì chúng ta sau khi chúng ta nhấn vào, chúng ta sẽ bóp nhẹ nó một cái để cho nó rêu nổi lên. Rêu nó nổi lên mà không bao giờ anh bao tưới luôn. Đương nhiên xịt mạnh thì nó vẫn phải trôi thôi. Nhưng mà mình của mình mà mình phải nương một tí, nhưng mà nó chống được cái sự mà cứng một tí, xói mòn ngay. Do đó chúng ta sẽ làm nhiều cái đoạn dây như vậy. Chúng ta cứ bẻ chữ U và chúng ta ghim xuống, túm nó lại, sẽ che cái đầu đi. Cứ như thế làm nhiều lần, túm cho anh. Này là xong rồi. Cái này đứng này thôi. Vỗ tay. Không, cái này là chuyện đấu giá. Cái này chỉ là cơ bản thôi. Thì bây giờ chúng ta coi như tác phẩm này coi như đã hoàn thành xong. Thì chúng ta đã mô tả, không phải chúng ta đã mô tả mà chúng ta đã xây dựng được một cái tiểu cảnh nó phù hợp với cái cây. Cái cây ban nãy bay thì chúng ta làm cảnh lài nhìn nó tình hơn. Còn cái cây gió lùa chúng ta làm cái cảnh vách dựng nhìn nó dữ dằn hơn, nhìn nó dữ dội hơn, nhìn nó phong ba bão táp hơn. Chứ nó lài lài thì nó hiền quá. Chúng ta cứ làm đỉnh cao, làm cho phong ba bão táp nhìn nó dữ dằn hơn. Còn nếu mà muốn ta mô tả cái sự khắc khổ hơn nữa, cứ lấy một cái vách nhà siêu vẹo. Hình như bát chàng của mình có nhà lá mà bị siêu rồi đấy. Có đấy. Thêm một ông
tiều phu bác tuổi thì thôi siêu nghèo luôn. Siêu nghèo. Chứ không phải là nghèo nữa. Không ba mà lại. Đó, các điểm cần chú ý trong các bãi cao này, mọi người chú ý này. Vẫn theo tiêu chuẩn độ lồi và độ lõm giống như cái bãi lài, nhưng ngược lại một chút là để tạo nên độ sâu và độ cao, chúng ta làm bãi thấp hơn. Và để tạo cái độ sâu á, thì chúng ta làm một cái bãi phục đằng trước. Để tạo nên cái độ xa, chúng ta làm nên một cái bãi phục đằng sau. Đó là những nguyên tắc chung cho cái tiểu cảnh vách dựng. Và đây là kết thúc của cái việc hướng dẫn làm tiểu cảnh ngày hôm nay. Mọi người cố gắng chỉ cần nắm được hai cái yếu tố cơ bản của hai bãi đá này thôi là có thể làm được tiểu cảnh. Đá da voi á, thì nếu chúng ta giả sử như cái sọc này nè, nó đang đi đứng như vậy thì chúng ta phải dựng đá theo chiều đứng hết. Nó đang đi đứng vậy, lâu lâu cái chúng ta dựng cái chiều ngang như vậy, chiều đá như vậy. Đối với da voi chẳng hạn thì cảm ơn em. Nếu chúng ta đang dựng gân đá như vậy mà chúng ta dựng ngang như vậy á thì nó sẽ nát cạnh. Nát cạnh. Và tuyệt đối không được tiết đá, không được tiết công. Đá đã gân đứng là phải dựng đứng hết cho anh. Cái đó là bây giờ dù em có lượng cục đá nó thật đẹp nhưng mà nó ngược đá, em mang ra anh chấm anh trừ cho em 40 điểm kỹ thuật. Còn nếu mà bây giờ em bảo anh sắp cho em cái đỉnh dây là sao anh biết được? Đó, cách của em là hướng dẫn cho người không biết. Còn nếu như em cầm luôn hai cục em để vô khỏi gần lắp đất. Đến đâu cứ gắn đến đấy. Dạ đúng rồi. Em chỉ cần cầm để vô để vô. Nhưng vẫn phải đặt cái cây vào trước thôi. Luôn luôn phải đặt cây vào trước. Anh nói như vậy nhé. Có anh em đam mê đi. Vào xem nó cho ý kiến được anh ơi. Quá xấu. Với chủ đề là tặng Lâm Ngọc Vinh nhân dịp ra Hà Nội thì không phải tặng. Lâm Ngọc Vinh lại tặng. Chào mừng. Anh giật một cái tít, chứ nó hơi giật gần một tí. Cây à tiểu cảnh kim quýt vừa hoàn thành. Chào mừng nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh ra Hà. Đúng rồi, chính xác vậy. Chứ không phải tạm. Đúng rồi. Em thì nó lại về Sài Gòn. Thì anh Vinh nhá, hôm trước anh Vinh gọi điện, anh bảo là xấu quá, bao nhiêu người chê. Anh phải nhổ ngay lên. Em sẽ làm kỷ niệm anh một cái tiểu cảnh mới mà em mang khay từ Sài Gòn ra. Ôi xúc động cả đêm không ngủ. Thế bây giờ thế nào, bắt tay nhau, chào mừng nhá. Thật sự là anh Cường là ở đây mình rất quý anh Cường. Không chỉ anh Cường mà tất cả anh em mình trên diễn đàn, ai cũng là anh em của mình cả. Thì mình rất quý anh em. Và ngay cả khi cái tiết của anh Cường làm như vậy, thật sự mình xúc động. Nhưng mà mình hơi thất vọng khi mà nhìn thấy cái tác phẩm. Nó xấu quá. Thì mình có một ý kiến với anh Cường là để tặng anh Cường. Và nhân dịp đó để hướng dẫn anh em làm tiểu cảnh luôn. Ban đầu cái chương trình làm tiểu cảnh là không có trong chương trình, nhưng mà vì cái tiểu cảnh của anh Cường mà nảy sinh ra là sạch sạch nghiệp. Là sẵn dịp này là để hướng dẫn anh em làm tiểu cảnh luôn. Và nãy giờ anh em đã biết được hai phong cách làm tiểu cảnh chính, là tất cả về sau anh em cứ làm theo hai phong cách đó là chúng ta sẽ thành công. Chủ yếu hai loại cây thôi. Cơ bản nhé. Cơ bản đấy. Cơ bản nhé là Lâm Ngọc Vinh triển khai ra Hà Nội. Đấy, cái đó. Ngoài Hà Nội không có khay. Đúng rồi. Tiểu cảnh á. Vì sao phải làm bằng cái đấy là cái chậu. Đúng rồi, cái đó cái chậu. Cái chậu. Dưới khay này là bao nhiêu ạ? Anh nghĩ nó khoảng 1 triệu mấy. Đá đa nít. Còn cái này nó tầm khoảng 500. Hôm trước là anh Cường có nói là em chụp lên, nhưng mà em bận quá em chụp rồi, nhưng mà em chưa cắt nên là em chưa sử dụng được. Thế là Lâm Ngọc Vinh rất là nhiệt tình. Và rất cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự với một tinh thần rất là vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vỗ tay, vỗ tay là mình ạ. Xin chào các anh chị, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Kiên của trưởng hội miền Bắc sẽ lên có đôi lời phát biểu cũng như cảm ơn sự nhiệt tình của nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh. Anh Vinh hôm nay thật sự là ngoài sức tưởng tượng về mức độ. Lên đây với anh luôn.
em cũng rất xúc động, xúc động quá anh Vinh ơi, đến mức độ là ra ô tô làm để làm nghỉ, bởi vì là đứng xem anh còn chết mệt ra phải nghỉ và bắt cứ ra bên giờ. Vừa rồi thì mình lại cũng được biết, cũng được nghe nói lại là anh Vinh có tặng hội cái cây tùng, đấy là một cái vật thực sự là rất trân trọng. Và cá nhân em và toàn thể anh em hội là bây giờ thì mới ra đây để cảm ơn anh được. Thế thì mình có ý kiến như này anh em ạ, cái vật lưu niệm này thì hội mình lên trân trọng và giữ lại. Đúng rồi. Thì trước mắt thì là mình ở tiện ở vườn anh Công này, mà thực ra là cũng đã đề xuất anh Công cũng đang có ý tưởng là sau này sẽ có thể giúp cho hội một cái diện tích ở đây để thành lập một cái hội vườn đúng như nguyện vọng mà anh đã đưa lên ở trên diễn đàn đó. Thì sau này thì những cái vật lưu niệm như này là mình để anh em mỗi lần về và ngắm là cây tùng của anh Vinh hay của anh Tuấn hay là của ai đấy chẳng hạn, là những cái là rất là đáng trân trọng. Thì hội mình thì sẽ sau này cái quỹ vừa rồi mình chưa ý kiến, bởi vì sao? Bởi vì là thực ra là cái vấn đề quỹ thì chưa có cái bàn thảo cụ thể và chưa có một quy chế rõ ràng, cho nên rằng là mình vừa rồi mình cũng đang ở trong giai đoạn xây dựng cái ý kiến, và đợt tới nếu mà triển khai rồi thì sẽ cái mức phí đóng góp của anh em hoặc là những cái chương trình đấu giá thì mình sẽ tổ chức. Thế thì anh em hội khi đó là chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm, cái cây của chúng ta để mình đấu giá ủng hộ cái vấn đề ủng hộ quỹ hội, anh em nhất trí không? Rồi, đúng không? Là phải giữ và chăm sóc và lâm lưu, đúng không? Không để anh em mình ra ngoài tập trung một cái vậy, đúng không? Phong trần, ráng phong trần tí nhá. Đi nhá. Em giống lính này đi, hành nhìn giống đạt kìa. Thì đấy, giống đạt.